Là cô hả? Cô muốn cưới tôi hả? Đúng vậy. Tôi muốn cưới anh. Tôi không đồng ý. Cô là Tama, lấy gì cưới tôi chứ? Cô mau đến đi. Chị tôi đã đưa sính lễ cho anh rồi. Anh nhận rồi, tức là anh đã đồng ý. Tiền sính lễ ở đâu chứ? Đó là tiền vớt xác của tôi mà. 5 vạn trước đó là tiền vớt xác. 3 vạn đằng sau là sính lễ nhà tôi cho anh. Không phải, 3 vạn đó là phí an táng của cô. Tôi hiểu rồi. Chị cô cố tình tìm tôi vớt xác để hại tôi. Cô biết tôi là cơ thể cửu dương, muốn tìm tôi tu luyện đúng không? Chị em mấy người đừng lắm. Nói nhiều cũng vô dụng. Anh đi cùng tôi đi. Cô vào kiểu gì chứ? Trên này tôi treo gương bát quái đó. Cô muốn giảm uy lực của gương bát quái. Anh thông minh đấy. Tôi rất thích anh. Cô đi thích người khác đi. Được không? Bây giờ anh có thể đi cùng tôi rồi. Sắc lệnh thái thượng, cho tôi sức mạnh kim phù diệt tà. Đi. Đạo hạnh của anh còn kém lắm, hoàn toàn không phát huy được hết uy lực của chỉ phù. Thế nên anh sắp hành người của tôi rồi. Cô muốn hút dương khí, tôi còn muốn hút tình nguyên của anh nữa cơ. Tôi liều mạng với cô. Lâm Dương, anh không thoát nổi đâu. Đến đi, thử xem. Đến đi. Tôi nhất định sẽ có được anh. Có được cái đầu cô. Mai lão tử dậy sẽ đốt cháy cô. Cô thần sát tương liên, tôi đốt thi thể của cô. Linh hồn của cô nhất định sẽ thiệt hại nghiêm trọng. Để xem cô còn đắc ý được như nào nữa. Sáng sớm ngày ra, chắc là xác chết sẽ không sống dậy đâu. Chơi tôi chứ gì? Được, vậy để tôi khiến cô không bao giờ được hóa kiệt luôn. Tên họ Lâm kia, anh muốn làm gì? Là cô ta muốn là gì mới đúng. Tối qua cô ta suýt chút nữa đã giết tôi rồi. Sao có thể chứ? Em gái tôi đã chết rồi. Giả bộ tiếp đi. Cô tìm tôi vớt xác, chẳng qua là muốn cô ta mượn tinh khí của tôi luyện.